Thực ra làm khó người chơi thì không phải là chúng tôi, mà là một cái đội ngũ được trả tiền rất nhiều, đó là ban biên tập của chương trình. Các em nó được trả tiền nhiều để ăn rảnh ngồi nghĩ ra kế hãm hại người ta. Tôi nói thí dụ, người ta chơi bắt cua. Bắt cua là tiếng Pháp, nếu quy bắt cua chứ không phải là đi bắt cua hơn tôm nha. Xin lỗi quý vị, là tôi quay xuyên suốt là nguyên một tuần lễ nay là không có ngủ, nên tôi nói hết nổi rồi. Thì ví dụ người ta chơi bắt cua, bên kia người ta chơi đấu tập judo, hai bên không liên quan gì hết á, không ai liên quan gì nhau trơn á. Nó bắt cái gì leo cây được không đó, rồi có ai leo nhanh hơn thì ban biên tập là chỉ đưa một nhiệm vụ, đó là ngồi không để nó nghĩ kế ra nó hãm hại người khác thôi. Và quý vị phải ngồi suy đoán, dùng não của mình ngồi suy đoán nè, là ai có khả năng làm được cái chuyện mà nó thách mình, mà còn phải đoán có ai thắng nữa. Mà thí dụ ngồi mình đoán không, mình đỡ nhức đầu. Chương trình phát ra thêm hai ba đứa chuyên gia, mà phải với chuyên gia mà nó cung cấp tin tốt, nói nó chuyên gia phá hoại nữa. Lê Dương Bảo Lâm quý vị thấy cái môi nó chưa? Khả Như, Quốc Khánh quý vị thấy cái môi tụi nó chưa? Thí dụ nó binh bên này, nó tốt bên này, rồi nó ngồi nó dìm bên kia xuống, rồi bên kia thì lại bảo vệ cho bên kia, rồi đạp bên này xuống. Quý vị nghe một hồi mình rối, đáng lẽ nãy để mình ngồi không mình đoán được, nó nói mà mình rối đó. Cho nên cái game này là không những là thách cho người chơi, mà thách luôn cho hai cái ông chuyên gia, phải làm sao lý luận thắng được cái ông kia, thách luôn cho khán giả là chịu ngồi coi hết cái chương trình này hay không. Tôi nghĩ đây là sự kiên nhẫn dành cho cả ba bên. Dạ rồi, một cái phát tay dành cho cả ba bên, đặc biệt là bộ phận biên tập của Thích Là Chơi ạ. À. Dạ, cảm ơn anh chị. À, dạ anh Thành thân mến, một câu hỏi nữa anh Thành nhé. Dạ, không biết là xuyên suốt mùa khi mà anh quay chương trình đó thì điểm nào, cái điều gì ở chương trình là anh cảm thấy ấn tượng nhất ạ? Tôi tham gia chương trình này, tôi cảm thấy rằng là tôi may mắn, tôi được gặp những cái tài năng của Việt Nam. Mà cái tài năng này không phải là chỉ là những tài năng mà các bạn thấy là như em đây nói là có những huy chương vàng thật, có chứ không phải là không. Nhưng mà besides, có là bên cạnh đó có rất là nhiều những con người bình thường. Hôm qua tôi mới quay một số, có ông kia đại gia nhà mặt tiền 6 căn, lấy 1 căn ra bán bánh tráng trộn được không? Ngồi rảnh biết làm cái gì, có tiền bán bánh tráng trộn, hỏi sao vậy em thích, thích món này em bán. Mà quý biết ông làm gì không ạ? À? Ông đu lên trên 4 mét và gồng tay đôi đi giữ một cái vòng với một cái anh chuyên tập tạ mười mấy năm. Anh là người tập thể dục chơi bắt cua, và anh giữ cái vòng chung với một anh mười mấy năm thì coi kéo coi ai lấy được cái vòng người đó thắng. Thì quý vị biết là mình gặp được những cái người mà nó rất là bình thường, mà mình nhìn mình không biết người ta có võ công, nhưng mà vào trong cuộc chơi mình mới thấy là có rất là nhiều người ẩn chứa trong chúng ta là có những cái tiềm lực đáng kể mà chúng ta không hề biết. Giống như ví dụ anh chị em phóng viên ở đây, làm sao ai mà biết được trong số các anh chị có anh hùng hero là tập tạ 6 múi. Nghệ sĩ nhiều khi tập còn không được như anh hùng nữa. Cho nên thành ra tôi nghĩ rằng là mình được mở rộng tầm mắt mình thấy được nhiều cái người họ lạ lùng, và ai cũng có thể có khả năng phi thường cả. Và tôi làm cái show này tôi cảm thấy rất là family, rất là gia đình. Là tôi vào đó tôi enjoy, tôi được gặp những đứa em yêu thương của tôi như là Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như với Quốc Khánh, là những cái người mà tôi rất là cảm thấy rất là thoải mái khi làm việc, tại vì các em đều là những người có năng lượng. Tôi yêu thích những cái người có năng lượng, không có lười biếng, họ làm việc họ làm hết mình và họ thông minh, họ làm và sáng tạo nội dung chung với mình và cùng nhau làm. Và tôi rất là yên tâm khi có một cái người giám đốc sản xuất như là chị Nhung của Medicine, chị đứng dậy cho mọi người nhìn thấy cái gương mặt của chị giùm cái đi. Quý vị ơi, cái người đàn bà này quý vị thấy dựng hay không ạ? À? Cô ấy đấy, bả đấy, coi như là chị Nhung là một cái người feel được khán giả muốn coi cái gì, cho nên chị dựng một cái tập phim coi rất là thú vị. Mình coi cái chương trình mình cảm thấy rất là yên tâm, là mình những cái gì mình bỏ công sức để mình quay về, mình không có bị cắt dựng một cách bừa bãi, nó mất đi cái công sức mình đã bỏ ra. Rồi tôi đến đó tôi được gặp
đây tổng giám đốc của Medicine là chị Hoa đây, và chúng tôi ngồi bàn với nhau về ăn uống và trang sức đồ. Cuộc sống của chúng tôi rất là enjoy khi đi quay, cho nên chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi cảm thấy thật là vui khi tham gia chương trình này. Dạ, cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều ạ. Một tràng pháo tay cho host Trấn Thành của Thánh Lời Chơi, thưa quý vị. Cảm ơn anh. Dạ, câu hỏi tiếp theo cho phép anh được đặt ra cho anh Quốc Khánh được không ạ? Dạ, anh Quốc Khánh thân mến, không biết là anh tham gia mấy anh được nghe là anh là quân sư Quốc Khánh đúng không ạ? Vậy thì quân sư em không hiểu là trong Thách Là Chơi mình sẽ làm những nhiệm vụ gì ha, quân sư ha? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến quý vị trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Thật ra thì nghe hai cụm từ quân sư thì nó nghe nó hơi bị ghê gớm, chứ thật ra quý vị thấy như anh Thành nói là những người chơi, những cái người tham gia chương trình đều là những vận động viên, có những người chơi thể thao và thậm chí những người bình thường thì đôi khi họ không có biết cách thể hiện, nói ra mình cái bản thân mình đang suy nghĩ gì. Em là giống như là cái cầu nói để nói ra những cái tâm tư, những cái tâm nguyện, những cái cảm xúc, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn của họ, thậm chí những cái thành tích, những cái mà họ khó thể nào nói ra cho những cái khách mời hiểu, để những khách mời lựa chọn họ, để tin tưởng họ, thì em là cái người làm ra cái điều đó. Dạ, đơn giản vậy thôi à. Dạ rồi, đôi khi là xúi dục đúng không ạ? Dạ, đôi khi thì trong quá trình làm việc thì đội đối phương có những lời nó không hiểu về đội của em, thì đôi khi em lại phải giải thích cho mọi người hiểu, và đôi khi trong cái lời nói của em có đôi phần nó cũng hạ bệ đối phương. Em vô tình thôi, em không cố ý. Em vô tình. Dạ. Để cho hiểu rõ nhất là Quốc Khánh với Liên Hiên Bảo Lâm làm gì hôm nay, tôi đáng tiếc là thằng em tôi nó nhiều show quá, đi show nó không đến đây họp báo được. Thì bây giờ thế này, Thành đề nghị nha, bây giờ là bản thân Thành sẽ bỏ ra, bây giờ Thành treo giá 3 triệu. Hai anh chị phóng viên nào thích lên sân khấu, Thành giờ chơi một cái game nhỏ trên sân khấu, mình sẽ biết mình làm gì liền. Anh chị nào muốn tham gia, cho hai người đàn ông đi. Hai người đàn ông bất kỳ ạ. Ai win được cái game này, Thành tặng người đó ngay 3 triệu. Ai xung phong không ạ? Thì cái việc mặc áo đỏ ở đây thì em cũng thấy có một sự may mắn nhẹ trong cái trò chơi này, cũng như là cái độ tuổi, cũng như cái độ test hormone nam tính của ảnh. Thì em tự tin chắc chắn rằng anh áo đỏ sẽ là người chiến thắng. Dạ. Tôi tin chắc là chuyên gia này là ít có nghiên cứu về tâm sinh lý của con người, nên mới đưa ra cái việc mà có râu là già. Chúng tôi ngu dốt lắm thì nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng cảm thấy bạn này trẻ hơn phải không ạ? Tôi xin hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ? Mình 30. 30, anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 29. Hay chưa? Còn gì để nói được. Anh thấy tôi nói đúng không? Tôi nói là tôi ngu dốt mà. Tôi không nói tôi thông minh đâu. Đúng không ạ? Rõ ràng. Anh cũng bớt thật thà lại. Anh cũng không nên sống như vậy. Nhưng mà chúng ta nói, các anh chị ạ, áo màu đỏ, có bao nhiêu người đàn ông dám tự tin mặc áo đỏ? Đúng không ạ? Màu đen là cái màu cơ bản nhất mà ai cũng chọn để bước ra đường khi mình là một người trai rặt. Tôi không nói mặc áo đỏ không phải là trai rặt, nhưng không phải mấy ai đủ tự tin mặc áo đỏ, thưa quý vị. Tôi xin lỗi, ở đây thôi mà có 3 người đàn ông bận áo đen rồi, chỉ có một mình anh ta dám bận áo đỏ, mà dám nói là áo tỏ, chứng tỏ mình mạnh, thì tôi chưa tin như vậy đâu ạ. Và các anh chị nhìn đây, mình đứng thẳng lên nè, hãy đứng thẳng lên nè, các anh chị thấy vào vòng 2 đi ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phần cơ nhô ở trên này nó hơn phần cơ bên dưới. Nhưng em xin lỗi anh là anh có gia đình chưa? Chưa. Anh ta chưa có gia đình mà phần 2 đã có xu hướng hơi nhô ra. Nếu mà anh ta còn có vợ nữa thì cái tình trạng mà yêu thương nhau, chia sẻ, ăn uống nó sẽ còn đi tới đâu nữa. Cho nên quý vị nhìn đi, nhìn là chúng ta thấy râu tượng trưng cho hóc môn nam. Tôi tin chắc thân chủ của tôi sẽ chiến thắng trong cái môn này. Chuyên gia Thành đã nói xong chưa ạ? Mời bạn. Thực sự như thế này, tôi không muốn anh Thành thao túng tâm lý của mọi người. Thật ra quý vị ạ, không phải trai thẳng mới mặc áo đen, trai mập mới mặc áo đen nha thưa quý vị. Đúng không ạ? Chúng ta mặc áo đen để chúng ta che giấu những cái khuyết. Thưa chuyên gia ở đây, người mập duy nhất là anh. Cho nên anh đừng lấy suy bụng ta ra bụng người. 3 người đàn ông này chỉ gọi là hơi nhô nhẹ, chưa ai mập ở đây. Mập được định nghĩa như thế này:
và để minh chứng cho các bạn thấy không phải mập bằng áo đen thì cái này gọi là gì ạ? Anh bớt suy diễn lại thưa chuyên gia. Nhưng tôi muốn nói ở đây là những người mà không bận đồ đen phải nói là những người phải tự tin vào bản thân mình. Như thân chủ tôi đây, anh ta mặc một chiếc áo rất là slim fit, rất là body. Tức là sao? Tôi biết bụng tôi nhô nhẹ, tôi chỉ có một chút xíu mỡ thôi. Tôi tập luyện thể thao thường xuyên. Anh định nghĩa lại về chữ chút xíu của anh, tôi xin thưa. Anh định nghĩa lại về cái cụm từ chút xíu. Ok, bây giờ tôi đem bản thân tôi ra. Dạ, đây là chút nhiều, dạ đây là chút xíu. Nha quý vị, đây là một người có tập thể thao thường xuyên. Anh ta không cần phải mặc những bộ đồ đen để mà che giấu những cái bụng mỡ hay là những cái gì của anh ta. Cho nên nói chung là quý vị cứ tin vào thân chủ của tôi. Nhìn có vẻ là anh ta có vẻ là hơi tép tép, hơi ốm ốm một chút xíu. Nhưng mà tôi tin là cái việc mà thắng của thân chủ tôi thì cái việc đó cũng khá là khó khăn đó nha. Thưa quý vị, một màn lý luận đi vào lòng đất. Không hề có căn cứ. Chúng ta nhìn thấy nụ cười của anh ta hiện nay là nụ cười gì ạ? Nụ cười bẽn lẽn, thiếu tự tin. Trong cái thân chủ của tôi, quý vị thấy nãy giờ gương mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra một chút lo lắng nào. Vì sao ạ? Vì anh ta nghe, à, vật tay à, chuyện tôi làm hàng ngày. Anh ta bình tĩnh, bình chân như vậy, không buồn, không vui, lạnh lùng. Đó là cái biểu hiện của đàn ông bình tĩnh. Bình tĩnh thì làm cái gì cũng thắng. Hãy vote cho thân chủ của tôi. Chúng ta bắt đầu. Bao nhiêu người trong khán phòng chọn anh này? Giơ tay. Tôi chúc mừng chuyên gia được khoảng 6 người ạ. Tôi chúc mừng chuyên gia. Ai chọn thân chủ của tôi thưa quý vị ạ? Tôi xin từ chối đếm ạ. Vì tôi không thể. Tôi thấy không có cái sự bất công ở đây ạ. Sao ạ? Sao lựa chọn hai người có ngoại hình khá là rõ ràng về cái sự vật tai ạ? Thưa quý vị, một người chuyên gia có chọn đúng thân chủ mình hay không, đó là tầm nhìn của anh ta. Ngay từ đầu tôi đã nhường anh ta được lựa chọn ai. Chính anh ta đã tin vào chiếc áo đỏ mà anh ta chứng tỏ mình mạnh. Rồi bây giờ anh ta đổ thừa cho tôi. Quý vị đã hiểu, quý vị đang tin ai rồi chứ ạ? Xin cảm ơn. Xin mời một cái bục. Chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Đấu thủ nào chiến thắng sẽ được 3 triệu đồng như Trấn Thành đã treo giải thưởng. Bây giờ hỏi nhẹ nè. Bình An, đứng dậy. Bạn này là trợ lý MC phụ trong chương trình, nhưng mà bạn ấy giữ vai trò rất quan trọng. Bạn ấy nắm tiền của chương trình. Khách mời ra về muốn bao nhiêu tiền là do cha nội này. Và có cái vali quyền lực lắm. Nó hồ biến ra tiền biến mất. Cho nên bây giờ em là trai đẹp ở đây, với kinh nghiệm là một người đã từng trải qua luyện tập thể dục để còn vóc dáng chưa xì chưa sồ, em bắt ai? Em có được tiền không ạ? Về đi. Cảm ơn em. Chưa gì mà tiền bạc. Em mà phải đẹp mà phải đi đâu với lại cái sự mà ngây thơ, em không nên suy nghĩ về tiền bạc như vậy. Em gái đứng dậy. Em tên gì? Dạ, hello mọi người, em là Trâm Ngô ạ. Trâm Ngô, anh nghĩ em xinh đẹp, em sẽ thông minh. Dạ. Em hay dùng đôi mắt tinh xảo, em bắt ai ạ? Dạ, đợt trước em tham gia thì một mình em chọn ngược lại với đám đông thì em đã thắng. Hôm nay thì em cũng mong là như vậy cho nên em sẽ chọn anh áo đỏ. Thông minh, một câu trả lời và lựa chọn thông minh, cảm ơn em. Mời bạn. Bạn Linh Ly phải không ạ? Dạ. Ok. Bạn cũng là thuộc dạng là tép lặng tép lội trong showbiz. Cho nên với sự thông minh của bạn thì bạn cho tôi biết và bạn suy đoán ai? Dạ vâng, em không biết là như thế nào. Em nghĩ là em không thông minh. Bởi vì là trong chương trình em ra về là fail ạ? Là fail ạ. À, gỡ lại nào. Em nghĩ rằng là vừa nãy em giơ tay là em chọn anh áo đen là anh Đạt ạ. Ok, cảm ơn em. Mời em Minty. Dạo này dịch quá em còn hát không?
Dạ em lần này em đi hôm qua đến chương trình để kiếm vốn về quay MV nhưng mà về vẫn tay trắng mà âm tiền. Thế thương lắm quý vị, thằng bé nhiệt tình được cái chọn sai. Thì hôm nay em cũng nghe cái lời lập luận của anh Thành mà em vẫn chọn anh Nhàu Đen. Cảm ơn em đã tin anh, cảm ơn em. Ok, bây giờ MC cho em chọn luôn. Bây giờ em bé MC này cũng hào hứng lắm. Em dạ. Chọn ai? Bây giờ ai cũng chọn áo đen thì hơi kỳ, mặc dù em cũng đặt niềm tin cho anh áo đen tại vì em thích là đàn ông có râu. Yeah, nhưng mà ngu nhỏ khoái nhột. Nhưng mà em cũng thấy thương anh Khánh quá. Yeah. Thôi em lần này em cũng cố gắng em đặt niềm tin vô cho anh Khánh. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Dạ rồi. Em rất chân thành. Xin mời Hàn vào vị trí ạ. Trợ lý Nguyên chuẩn bị cho anh 3 triệu đồng, đừng để anh nhục mặt trước đám đông. Chúng ta cầm tay nhau, đúng rồi, đúng rồi. Dịnh nha, dịnh gia Khánh nha, dịnh dùm anh cái. Rồi. Các anh chị chuẩn bị coi nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, cho em xin tiếng nhạc ạ. Xin chúc mừng đấu thủ đạt chiến thắng trong thử thách vừa rồi. Và xin cảm ơn anh. Anh cũng đã rất là cố gắng và rất là đáng yêu. Thành hy vọng rằng là đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được cái game thách là chơi nó như thế nào. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rất là đáng yêu và chúng ta đều không biết nhau, nhưng mà chúng tôi gọi là bông đùa với mọi người một chút để gọi là bơm mọi người lên. Khánh sẽ bơm anh lên và em sẽ bơm Đạt lên để chúng ta có một trò chơi. Và như lời hứa thì xin được gửi đến một món quà nhỏ nhỏ ạ. Dạ, xin yeah, một tràng pháo tay chúc mừng cho anh Đạt. Cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia cùng trò chơi ạ. Cảm ơn mọi người, thank you.